Ui rồi ôi, con gì ấy anh? Trôi, kéo, chết rồi. Bò nhanh ra bên này. Anh chạy ra chỗ anh Trường, anh lấy em cái vợt đấy. Ui giời ơi anh em ơi, tuyệt vời. Rồi, em chào tất cả các bác nhá. Đây các bác ơi, hôm nay em lại quay lại cái con kênh chạy quanh làng em đây. Kênh chạy quanh xã này các bác ạ. Ở đây cá tự nhiên thì rất là nhiều các bác này. Với buổi sáng đến cá nó nổi dày đặc ao à dày đặc kênh này các bác này. Đây cho các bác xem. Đấy, rô phi nó nổi như nó hớp nước các bác ạ. Dày đặc luôn. Cái điểm này thì khá là đẹp. Đây, ngồi ngoài đường cũng có thể ngồi được luôn các bác nhé. Đây là những cái cầu ao của dân họ xây ra để họ đi ra đây giặt lũ rồi rửa ráy chân tay đấy các bác này. Đấy, cho các bác xem. Rất là đẹp nhá. Bây giờ anh em di chuyển vào trong vườn đây đánh các bác nhá. Đi vào ngồi nhờ nhà người ta. Đấy, đánh ở trong đấy. Đánh đăng xê trong đấy các bác nhá. Này đánh đăng xê ở ngoài cái khu vực này em có cá không? Cá mới sáng đến thì thấy nổi khá là nhiều ở đây. Rồi, vào việc các bác nhá. Ở đây thì bèo khá là tốt các bác nhá. Dọc dưới đây là không thể câu được rồi. Nếu mà đánh nục thì sẽ đào lỗ bèo ra thôi. Còn nay em đánh đăng xê các bác nhá. Em đánh đăng xê ở khu vực này. Đây các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Wow. U dồi ôi, con chép vàng to vĩ đại. Quá kinh luôn. Thôi bây giờ em ra cần luôn các bác nhá. Tạm mái hết là sớm. Ra cần luôn này. Đây, của em đây. Đây. Hôm nay em đánh lăng xê thôi. Các bác ơi, bắt đầu li ti mấy hạt mưa rồi các bác này. Đấy. Bây giờ em sẽ ra nhanh trước 3 cần đăng xê các bác nhé. Rồi cắm ô lên rồi không ướt hết đồ. Đấy, mưa. Hôm nay thì em đánh lưỡi 12 nhé. Em đánh cá to đấy các bác ạ. Xem có được con nào to không. Còn lưỡi này là lưỡi câu cá to này các bác này. Cá nhỏ thì các bác chỉ cần đánh lưỡi 8. Đây có số 12 này các bác nhìn rõ. Đó. Em câu ít nhất là phải được rô phi các bác nhé. Thank you.
các bác ơi, em ra luôn cái này trước thôi nhé. Cần này cắn anh em ơi. Cá to, cá to. Ui, mắc, mắc, mắc. Wow, con gì đây? Con này to à anh em à. Ê, đừng mắc vào bèo nhá. Chim với chim anh em ạ. Chim với chim. Chết rồi, chết rồi. Ui, cá chim anh em ơi. Con này to chưa, con này to chưa? Wow. Con đầu tiên anh em nhá. Con hàng đầu tiên anh em ơi. Chú anh em xem kỹ này. Vãi xài ôi, cá chim tự nhiên đấy các bác ạ. Đây chưa. Ui, nó cá ở đây nó ăn tạp, nó cũng lớn phết này các bác này. Đẹp chưa? Hú hú. Con này cho rõ luôn không mất quá nhé. Ra cần luôn các bác ơi. Quá đẹp. Ra cần anh em nhé. Ui giời ơi, con gì ấy anh? Trôi 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 trôi. Kéo. Chết rồi. Bò, bò nhanh nha bên này. Anh chạy ra chỗ anh Trường anh đấy em cái vượt cái. Ui giời ơi. Con gì đây anh em ơi? Anh Trường ơi trôi 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 trôi. Ui. Ui dã man dã man. Vượt. Ui giời ơi. Con này mà mất thì xa. Là máy nè. Quá đẹp luôn anh em ơi.
Chỗ chỗ bự. Ngon đấy, ngon đấy. Ủa to nhỉ. Anh ơi, cẩn thận. Vật vật vật. Ui đỏ lòm luôn. Cẩn thận nó đứt. Ngon. Vời. Bơi qua, bơi qua. Bơi qua rồi. Ui giời. Đây đây đây, lấy máy kia anh quay. Ui giời ơi anh em ơi. Tuyệt vời. May nó đóng 3 lưỡi đấy, không thì mất luôn. Ba lưỡi một sợ. Tuyệt vời anh em ạ. Về chưa các bác ơi. Cái này ơi. Con này phải 4 cân đấy anh nhỉ. Bây giờ chắc này em lùa vào trong đây đánh, gọi đánh cùng thằng C thì kiếm ăn hơn. Ngoài kia toàn đoạn vẻ đấy. Đây mồi đánh từ sáng giờ còn nguyên này anh em này. Ô, cho dọc anh em nhá. Giờ vui vì chưa. Đấy, ngoài không mất. Ui giời, ngon luôn. Ui 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 anh em ơi. Ui 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 ui. Ui giời ơi, rơi mất chuông rồi. Đóng 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 đóng. Wow. Ui giời ơi. Con gì này. Dã man. Ui giời ơi. To quá anh em ơi. Ai giời ơi, nó rút vào béo chứ đấy. Chết rồi. Này làm sao mà ra được đây. Wow. Ui anh em nhìn nó dãy không. Ui. Giờ làm thế nào anh em nhỉ. Mặc bọc béo. Anh Trường ơi, giúp em phát. Ui vẫn còn anh em ơi, nó còn dẫy. Đây, ông anh mình đang lấy vợt ra rồi. Ui giời ơi anh ơi, nó rút vào kia bây giờ làm sao? Lưỡi gì lưỡi vừa lẫy đây. Ui giời. To. Còn cá anh em nhá. Để kéo bèo. Em khóa máy làm kéo bèo nhá anh em nhá. Đó. Giờ mất cũng phải chịu thôi. Ai. Này mình chạy sang kia được ngon rồi. Không, phải có cái thuyền mới đi được sang đấy. Chụp vào đây đỡ làm sao được. Anh đẩy bèo, đẩy bèo lui ra lòng ngoài đây xem nào. Có được không? Ngoài to này. Dã man. Mất anh chịu. Ở đây. Mất rồi. Kéo vậy là mất rồi. Còn không? Kìa, anh vừa đi. Ngon. Lưỡi tốt. Úi giời. Còn nha các bác nhá. Chưa. Ơi, rùa phi, à chim à. Wow. Ok các bác ơi, con này to chưa. Dã man. Ôi giời ơi. Từ lẽ giờ em đứt mất 2 cái lưỡi các bác ạ. Chắc là cũng cái giống này, nó khỏe quá mà. Đấy mà cái này vừa nãy là gãy lưỡi 13, 12. Đây em đánh lưỡi 8 mà vẫn kéo vậy mà vẫn trụ được này các bác này. Nó ăn phải tùy phát đấy các bác ạ. Nhiều khi nó cắn, à đây thôi. Đây nó cắn đứt mất 2 lưỡi này anh em này. Đấy,
răng bọn này nó sắc lắm đây. Các bác nhìn nó hát ngậm trong mồm này. Các bác nhìn mồm cái chưa? Đấy, hát ngậm hai nữa nhá. Dã man. Con này cho rõ anh em nhá. Nhanh mất đây. Ngon luôn, cứ tưởng mất cơ. Úi giời. Hai con chín. May là đi hai anh em mới xử lý được cái đoạn này chứ không thì cũng không biết làm sao các bác ạ. Đấy. Cá ở đây thì ngoài tự nhiên nó cũng lâu năm rồi. Kênh con kênh này nó bây giờ bèo nó sắp ăn ngập hết cái chỗ này rồi. Coi như là cá khó mà đánh bắt đấy các bác ạ. Đấy. Quá phê luôn. Ông anh mình đang câu lỗ bèo ở đằng kia. Wow. Ra đồ tiếp anh em nhá. Ô lại cắn anh em này. Có cá. Úi giời. Có cá. Ý là con này cũng được phết này anh em này. Chắc là không phải cá to rồi. Ê, mắc vào đây cứ tưởng cá kéo cơ. Đâu mất rồi. Ui, chép. Chép anh em ơi. U chép đẹp luôn. Ai dạ. Đi ra đây xem nào. Ra đây xem nào. Wow. U không bằng vợt các bác ạ. Vợt ông anh lại mang ra kia mất rồi. Lấy luôn cái giọng cá này. Vợt anh em nhá. Khu ngon. Ngon luôn. Úi giời ơi đừng mất nhá. Úi giời. Đẹp luôn anh em ơi. Ngon. Wow. Con này to anh em ơi. Úi giời ơi chép đẹp. Chép đẹp. Wow. Ngon luôn. Trời cũng mưa khá là to rồi anh em ạ. Đây ông anh mình cũng dọn đồ ra ngoài đây đánh rồi. Ngồi trong kia khả năng không có cá. Trong ấy sâu bèo quá các bạn ạ. Đánh lục ở đấy thì không được. Thế là ra đây đánh lăng xê ngoài đây rồi. Nhìn em đánh ngoài đây được. Thế là cũng đi ra đánh rồi các bạn ạ. Ủa ngoài đây đánh nó thoáng mà. Đánh lăng xê thì cá nó va nó còn nhanh hơn là đánh đánh lục đầu cần đằng kia nó sâu trong bèo quá. Cá nó ít chui ở đấy nó không có chỗ nó thở các bác nhé. Đánh đây là hợp lý rồi. Mưa mát đẹp rời quá. Cho anh em xem một vòng này. Ui cá cắn anh em ơi. Đâu. À. Ui, cá to. À. Ui, cá to. Ui giời ơi. Nhìn đến rồi anh em ạ. Đố anh em biết con gì đây? Ông công ông táo. Ui giời. Sáng đi nhìn thấy nhiều ông công ông táo bây giờ va rồi anh em này. Ôi giời ơi. Đóng vào đâu ăn cái gì không ăn lại đi ăn mồi của táo này. Chết giả.
Hùng cùng cáo các bác nhá. Đấy, mùi này đánh chép cũng được ấy nhỉ. Con này là con chép thứ hai rồi. Sáng em lên một con chép tầm hơn cân. Giờ lại được con nữa. Đây các bác này. Đẹp chưa? Ok anh em ơi. Tầm này cũng 1 giờ đấy. Anh em đói bắt con trôi và lấy em lên nướng nhá. Úi giời ơi. Hôm nay đúng toàn Hugo thôi. Quá đẹp. Chép vàng cũng là thuộc loại chép to đấy, không phải là bé đâu. Ui giời ơi. Này mà chỗ quê mình không ai câu à. Người ta cũng đi làm đi ăn hết chứ cũng không có ai tranh thủ đi câu cá như bọn em cả. Đây. Vượt qua đây nha. Ok anh em nhá. Con này bây giờ em cho vào nướng luôn nha anh em nhá. Mưa quá. Ok các bác ơi, anh em ta vào tiệc thôi. Bởi vì bây giờ nó cũng rất là muộn rồi mà trời mưa to quá. Đây các bác này, em này phải mặc áo mưa. Ăn trưa các bác ạ, bây giờ mới tầm trưa thôi. Chào anh em đâu. Ờ anh em muốn nào? Mở cái bao của miệng anh em nhá. Mưa quá. Ủa mạng. Để con cá. Tuyệt vời đấy. Úi, bóc cái lớp vảy ra. Ây giời ơi, nó phải như thế. Làm giòn đấy. Thôi anh em cứ làm những cái trong này. Ui, thớ nó thịt phê giờ các bác này. Quá tuyệt vời. Ngon này. Nên làm thịt có tí đông sống nữa. Ngoài vườn đây. Giờ này thôi.
chắc không ạ? Chắc gì? Nó không bã nhiều. Nè, nó muốn là mặn. Cá này ngon rất là tuyệt vời anh em ạ. Có một buổi anh em đi câu trải nghiệm này, mưa gió. Mời các bác nhá. Các bác uống bia với anh em nào. Quá đã. Cá này ăn thì nói chung là tuyệt vời. Em đang mặc áo mưa bên ngoài các bác. Đang mặc áo mưa đấy các bác, nhìn nó đột này. Thịt cá tỉnh thớ rồi, tuyệt vời luôn. Ngon. Ok anh em ơi, tập này cũng tạnh mưa, anh em ăn uống no nê xong xuôi rồi. Đây này, ăn thừa lửa từ đá các bác. Uống bia đấy. Thành quả của em hôm nay đây các bác nhá. Ui giời ơi. Ui giời. Phê chưa các bác ơi. Này. Ông công ông táo thiết rồi cá chim cá chép này. Ui giời ơi, quá nhiều luôn. Du phi con chu hôm nay thì anh em cũng lướng luôn rồi. Đây các bác nhá. Rồi, bây giờ em thu đồ về luôn đây các bác ơi. Tầm này tạnh mưa anh em phải tranh thủ về thôi. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhá.